Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu thùng SC118XN phiên bản Ultra mở rộng, nhưng cái này là vẫn là phổ thông nhá, chưa phải là rộng lắm đâu. Nhưng nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt Nam và với những cái loa bass mà người Việt Nam có thể mua được, thì đây là cái con này là to và gần như là không kén loa. Em sẽ đo cho các bác xem cái kích cỡ nhá. Kích cỡ chiều ngang bề mặt là 1m07 cm, gần 1m08 cm, cả chân là 1m08 cm đặt nằm ra. Còn nếu mà chiều cao thì đó là 1m08 cm các bác nhá. Đấy, đặt đứng ra thì đó là chiều cao. Em sẽ đo cho các bác chiều ngang mặt trước, nếu đặt đứng này là vào tròn 60. Chiều sâu của cái thùng này là tròn 75. Đấy. Thùng được thiết kế theo form thùng rất là giống một số dòng của châu Âu. Ví dụ cái thùng này thì đáng nhẽ em không có căng vải đâu, nhưng mà căng vải nhìn trông lại đẹp hơn. Các bác nhìn này thì nó giống cái thùng của N Acoustic, một thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Pháp. Đấy, thùng thiết kế như này thôi, không có cầu kỳ lắm đâu. Những cái thùng này thì thường thường em đều có ký tên hết ở trên thùng nhá, DH118SN và SC118XN. Đấy, súp đơn 18 inch hay gọi là súp đơn 50, phiên bản to và đầy đủ. Con này thì nó không kén loa, nó chỉ hợp với những dòng củ loa cao cấp. Các bác lắp cái loa rẻ tiền, các bác lắp cái loa loại 3 triệu một đôi mới cứng vào ấy, nó đánh cũng ra được chất đấy, nhưng mà nó không được hiệu quả bằng cái loại mà các bác lắp cái loại củ loa tầm 8 đến 10 triệu một đôi vào, thì nó đánh nó phải ra cái chất của cái loa luôn. Đấy, khối lượng cộng hưởng bên trong thùng khoang bass này là vào của 280 ly các bác nhá, khối lượng cực kỳ lớn. Đây là series của sản phẩm này, SC118XN. Thùng này thì bên em thiết kế là theo kiểu đứng được và nằm được, các bác xếp được. À, phần sau thì cũng có ký tên logo, nhưng mà các bác xem hơi ngược sáng tí. Ví dụ đây có một cái bàn xoay nhỏ và vừa thì em sẽ đặt lên và quay cho các bác cùng xem. Tổng quan 360 độ lên trên xuống dưới trái phải các kiểu. Còn đây là đặt đứng này, đặt đứng thì là SC118XN. Dòng này thì các bác có thể đặt đứng được và đặt nằm được. Như chiều ngang mặt trước là 60 cm thì nó có thể phù hợp với đa số những hệ thống là ray, ray đơn 25, ray đơn 20 thì nó có thể khớp được luôn với cái thùng này. Nhìn trông nó rất là sang, xịn và đẹp. Nhưng các bác làm tổ chức sự kiện thay thế vào những cái thùng loa mà đã kém dần theo thời gian, hoặc là các bác mua nắp mới, hoặc là các bác nhà bên em nắp mới thì có đều đủ hết nhá. Ví dụ các bác có những củ loa bass từ 28, 125, từ 300, 320, cùng 150 hay là đại loại gì đấy, miễn là những cái củ loa cực kỳ khó tính, nó không hợp với cái thùng của các bác, các bác lắp vào những cái thùng này nó sẽ khai thác được tối đa khả năng trình diễn của cái củ loa trên cái thùng đó. Đấy, đây các bác đang xem nhá. Thùng được phủ lớp sơn sơn sần. Em định làm hạt cát nhưng mà sau là nhiều các bác bảo là anh bê mấy cái thùng của chú hạt cát sở toàn bị mất mảng da rồi, tức là các bác bê này xong là kiểu là bê không quen ấy. Quăng quật thế là xước da, xước tay. Thế là em lại phải làm sơn theo kiểu là có sần nhưng mà sần nó mịn hơn tí. Đấy. Và nếu như các bác nào thích cái mẫu thùng này mà màu nâu nhá, thì có màu nâu, giá nó sẽ khác. Bây giờ đến phần là báo giá. Hiện tại thì mẫu này bên em đang bán là 5.8 triệu giá tại cửa hàng. Các bác nhá, 5.8 triệu giá tại cửa hàng và chưa có ship. Ship thì các bác tự lo. Đấy. Hoặc là các bác qua cửa hàng đấy thì em có thể cố gắng bớt được cho các bác vài trăm nghìn cái tiền đóng gói. Cái thùng này nó to và nó tốn nhiều tiền lắm các bác ạ. Thứ nhất là tiền lưới này, lưới mà chưa căng vải thì nó gần triệu, mà lưới cả căng vải rồi thì nó vào 1.1 triệu một đôi cả lưới. Phụ kiện đi theo nếu nó không đáng kể đâu, nó chỉ có vào 150 nữa thôi, là có 4 cái cọc, 8 cái rắc nêu trích với chân cao su linh tinh linh tinh, thế thôi, không tốn nhiều. Đấy, tổng phụ kiện đi theo là lưới mới cọc kiếc loanh quanh nó chỉ tầm 1.5 triệu thôi, khoảng tầm 1.5 triệu đổ về thôi, cả công rồi. Đấy, cả ốp tay sách nữa. Đấy, cả ốp tay sách nữa các bác nhá. Thùng thiết kế sang xịn mịn đẹp cao cấp. Đấy, thùng gỗ là gỗ ván ép cao cấp chống nước, và thùng này đều là em làm rất là tỉ mỉ này, ốc cũng phải chìm vào nhá, không ốc nổi, và lưới căng của nó bọc vải. Cái loại này thì các bác dễ lau nhá, các bác chỉ cần dùng cái khăn ẩm thôi các bác lau được, lau khăn ẩm xong và tháo lưới ra phơi khô là nó sẽ tốt luôn, ok luôn. Đấy, lưới rất là chắc, bên trong là cái lưới sắt rất là to và đầy đủ. Thùng này nó có đầy đủ rồi nhá,
Các bác lấy này em sẽ đấu sẵn cả dây cho các bác. Các bác về chỉ việc thả củ loa bát vào đấu dây, vậy là kêu. Đấy. Nó hợp với những củ loa cực kỳ khó tính. Ok, video giới thiệu thì cũng chỉ giới thiệu ở đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Giá nó cao nhưng nó sẽ ra được cái chất mà nhiều cái thùng loa không làm được. Nó làm cho các bác có một cảm nhận khác hoàn toàn về loa súp hàng gióng tại Việt Nam. Giá thì có thể gọi là cao nhá, nhưng cái chất lượng của nó khi các bác đã sử dụng rồi, nó hoàn toàn khác với nhu cầu các bác sử dụng các thùng vừa và rẻ tiền. Cái thùng này cực kỳ nặng, cực kỳ nặng. Cả thùng cả lưới nên là vào 64 kg. Cả thùng cả lưới như này này, 64 kg. À, thùng nó nặng thế nó đảm bảo được cái chất lượng gỗ bên trong thùng, và gỗ rất là chắc chắn luôn. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Clip lần sau em sẽ lấy củ loa về nắp thử vào và đánh demo cho các bác nghe thử xem là chất lượng âm thanh của nó như nào các bác nhá. Trước mặt các bác đây là mấy cái thùng loa. Hiện tại em đang test scope hay gọi là SC118XN, đang lắp tạm củ bát BNC hàng bãi xịn. Củ bát đó có khối lượng cộng hưởng là 213 lít. Và đây, chỗ này người ta sắp thu hồi nên tranh thủ là đứng quay một tí, cũng là lưu giữ lại một số kỷ niệm vui trước khi là tạm biệt những gì mình đang được tận hưởng thụ. Đấy. Các bạn nghe tiếng súp thế nào? Nó phun thì em để vừa vừa thôi, vì không chưa qua cốt, đánh tay pad. Súp thì là 150 Hz cúp, còn full ram là đánh tay pad luôn, không có equalizer, cắt chỉnh NPF, HPF hết. Chỉ có súp là NPF và HPF. Thì em sẽ quay lại gần cho các bác cùng xem nhé. Càng đi gần tiếng súp nghe càng nực. Môn thể thao mạo hiểm. Lưu ý là các bác nào mà làm tổ chức sự kiện mà máy như kiểu này là chắc chắn nó bị hàng xóm đến chơi nhá. Một chiếc full ram đồng trục 30 và một chiếc SC118XN đang lắp tạm với cổ bát. Em tháo trong cái thùng kia kìa, tháo ra lắp tạm vào đây. Cái bát 18TN với các bạn nhìn chưa về kịp nên là lắp tạm cái này. Ok các bác nha, SC118XN. Đấy. Trên đây thì em đang nắp dở là TH118XN, còn đây là SC118XN cấu hình ngoài này. Đấy, quay nội thiên cho các bác xem. Bây giờ em đang hàn đấu dây rắc này. Nếu các bác nào quan tâm đến SC118XN thì liên hệ trực tiếp nhé. Nó chỉ hợp với những dòng loa khó tính thôi. Tiếp năng lượng dài lâu để ta tập luyện lâu hơn. Nếu mà các bác đeo tai nghe là các bác sẽ cảm nhận được nhạc quảng cáo, nhưng tiếng bass của nó nên khá là mạnh. Đấy. Chiến đấu lâu hơn cho mục tiêu cuối cùng. Toàn bộ sản phẩm Red Bull năng lượng tích cực, hút đông thách thức. From TCP. Đấy là nhạc quảng cáo. Đỡ tài khoản và thẻ thanh toán tất cả chỉ trong 1 phút. Nhập địa chỉ trên màn hình ứng dụng. Thẻ sẽ được tất cả bạn vào tập nha. Thì trên đây là các bác đang nghe nha, là một chiếc súp và một chiếc full ram. Bây giờ em sẽ chuyển vào nhà khác đánh thử một đoạn ngắn thôi, xong bắt đầu là tạm dừng video. Đẩy đang đánh trên súp là max volume, còn full ram là để 50% thôi. Em gạt về mức tín hiệu là 0.775. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng nghe thử tại khoảng cách tầm 5m trước súp. Nốt đoạn này nè, kết thúc video. Không ngờ luôn. Không ngờ cái bát này nó hợp với thùng này.